Chiều 18 tháng 2 có 18 ca mắc COVID-19 đều ghi nhận tại Hải Dương. Bản tin 18 giờ ngày 18 tháng 2 tức chiều mùng 7 Tết của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 18 ca mắc mới COVID-19 tại Hải Dương. Số ca mắc ở Việt Nam. Tính đến 18 giờ ngày 18 tháng 2, Việt Nam có tổng cộng 1.448 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 755 ca. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 18 tháng 2, 18 ca mắc mới, trong đó không có ca nhập cảnh được cách ly ngay. Thông tin ca mắc mới, 18 ca mắc mới, bệnh nhân 2330 đến bệnh nhân 2347 ghi nhận trong nước tại Hải Dương, cụ thể. Ca bệnh 2330 đến 2347, bệnh nhân 2330 đến 2347, trong đó 15 ca là F1 được cách ly trước đó một ca trong khu vực phong tỏa, một ca phát hiện qua giám sát ho, sốt trong cộng đồng, một ca phát hiện qua giám sát khám sàng lọc tại trung tâm y tế. Công tác điều tra dịch tễ đang được tiếp tục. Hiện có hai bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại trung tâm y tế huyện Chí Linh, một bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện nhiệt đới Hải Dương và 15 bệnh nhân đang cách ly điều trị tại bệnh viện giã chiến số 2, trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Số người cách ly Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly, cách ly tập trung tại bệnh viện là 144.071, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 577, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 14.325, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 129.169. Tình hình điều trị, theo báo cáo của tiểu ban điều trị, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, 25 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Bệnh nhân 1656

bệnh nhân 1806, bệnh nhân 1807, bệnh nhân 1808, bệnh nhân 1810, bệnh nhân 1811, bệnh nhân 1812, bệnh nhân 1813. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 69 ca, lần 2 là 39 ca, lần 3 là 55 ca. Số ca không qua khỏi là 35 ca, số ca điều trị khỏi là 1.605 ca. Vâng, sau đợt nghỉ Tết kéo dài thì không ít người lo lắng về việc quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh bằng đường hàng không liệu có an toàn hay là không. Trước những lo lắng này, Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết hoạt động bay vẫn diễn ra một cách bình thường. Theo đó, Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan các đơn vị trong ngành cần nâng cao mức cảnh báo cảnh giác phòng chống dịch bệnh lên mức cao nhất tuân thủ quy định y tế về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuân thủ đúng 5K, cài đặt ứng dụng Bluezone. Hành khách ra vào cảng hàng không phải khai báo y tế tại trang web địa chỉ là https 2 2 y tế vn theo phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Ngọc, mọi người đang lo sợ nguồn lây nhiễm từ sân bay Tân Sơn Nhất khi quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh sau Tết, nhưng thực chất sân bay vẫn an toàn vì khu vực người nhiễm bệnh là khu vực riêng biệt nên hành khách không nên quá lo lắng. Tuy nhiên cần phải tuân thủ những quy định tự giác khai báo y tế một cách trung thực và chính xác. Thưa quý vị, tính đến hết ngày hôm nay, 81 bệnh nhân tại Hải Dương đã được điều trị COVID-19 đã được khỏi bệnh và xuất viện. Bên cạnh đó, sức khỏe của hơn 400 bệnh nhân còn lại tại các bệnh viện trên địa bàn của tỉnh Hải Dương cũng có những tiến triển tốt. Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, hiện có 416 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Giã chiến số 1, Trung tâm Y tế Chí Linh, Bệnh viện dã chiến số 2, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và Trung tâm Y tế Ninh Giang đều tiến triển tốt, Dương 4 bệnh nhân nặng đang điều trị tại bệnh viện dã chiến số 2 hiện đã ổn định, chỉ hỗ trợ oxy thường. Cục trưởng Cục Hàng không vừa gửi văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị kiểm tra và nhắc nhở cán bộ nhân viên, người lao động của đơn vị và hành khách thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng chống dịch bệnh: đeo khẩu trang khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế hướng dẫn hành khách khai báo y tế điện tử khi làm thủ tục trực tuyến tại website hoặc trên ứng dụng tờ khai y tế, từ chối vận chuyển các trường hợp không thực hiện khai báo y tế và các quy định liên quan về an toàn dịch bệnh. Văn bản nêu rõ và nhấn mạnh yêu cầu đối với tất cả cán bộ, nhân viên, người lao động của đơn vị cài đặt ứng dụng truy vết Bluezone và phải thường xuyên bật Bluetooth để ứng dụng hoạt động hiệu quả. Nhằm cảnh báo sớm nguy cơ tiếp xúc với người nhiễm, người nghi nhiễm và giúp cơ quan chức năng phát hiện truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm hàng trăm người dân tìm đến các cơ sở y tế tại Quảng Ninh xét nghiệm SARS-CoV-2 theo yêu cầu trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Toàn tỉnh hiện có 6 cơ sở đủ điều kiện triển khai thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 theo yêu cầu, gồm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Quảng Ninh, các bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, Bãi Cháy, Sản Nhi Quảng Ninh, Việt Nam Thụy Điển Uông Bí và Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long, Quảng Ninh cũng đã khuyến khích xét nghiệm góp gộp mẫu đối với những người có cùng đặc điểm dịch tễ ở cùng một địa điểm để giảm chi phí và thời gian, tăng công suất xét nghiệm. Trong ngày đầu triển khai, nhiều công ty nhà máy trên địa bàn đã đăng ký xét nghiệm dịch vụ, được các tổ công tác tới lấy mẫu tại chỗ để hạn chế lượng người tới cơ sở y tế. Dự kiến lượng người có nhu cầu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo yêu cầu vẫn tăng trong những ngày tới. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các bệnh viện bố trí đủ nhân lực, các điều kiện để đảm bảo việc lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả nhanh nhất, thuận lợi, chính xác, đáp ứng nhu cầu của người dân và các đơn vị doanh nghiệp. Hầu hết địa phương đều có các biện pháp kiểm soát người từ các vùng có dịch trở lại làm việc học tập sau Tết, đặc biệt là quay lại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, ngoài chủ động khai báo y tế online, những người đi từ một số tỉnh có dịch Covid-19 đã chủ động đến trạm y tế để khai báo bằng văn bản. Theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, việc tuân thủ khai báo y tế là biện pháp phòng chống dịch hết sức quan trọng. Vì vậy, tất cả những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ như ho, sốt không rõ nguyên nhân hoặc đi từ vùng có dịch trở về bắt buộc phải khai báo ở cơ sở y tế để được tư vấn. Để giám sát hiệu quả hơn, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội yêu cầu từng quận huyện cần ra soát lại xem tổ COVID-19 cộng đồng có hoạt động thực sự hay không và phải báo cáo kết quả ra soát nắm bắt hàng ngày. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, Bộ Y tế đã rất chủ động và quyết liệt trong vấn đề tiếp nhận vaccine phòng COVID-19 của COVAX Facility. Hiện Việt Nam đã cơ bản làm xong thủ tục tiếp nhận vaccine theo chương trình COVAX Facility. Và cuối tháng 2 này, Việt Nam dự kiến sẽ tiếp nhận 5 triệu liều vaccine COVID-19 để tiêm mũi thứ nhất cho 5 triệu người dân. Cuối tháng 2 này, nếu sắp xếp kịp chuyến bay và hoàn thiện tốt các thủ tục thì có vaccine theo hai nguồn. Nguồn từ chương trình COVAX Facility là 4,88 triệu liều và nhập khẩu hơn 117.000 liều. Như vậy, chúng ta có khoảng 5 triệu liều để tiêm mũi thứ nhất cho 5 triệu người. Sau đó 3 tháng, chúng ta có thể có thêm hơn 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 khác. Như vậy, Việt Nam là một trong những nước Đông Nam Á tiếp cận vaccine COVID-19 tương đối tốt. COVAX Facility là một cơ chế được thiết lập nhằm đảm bảo các quốc gia được tiếp cận công bằng với vaccine COVID-19. Trong cơ chế này, Tổ chức Y tế Thế giới WHO phối hợp với Gavi, UNICEF, Chepi, nhà sản xuất vaccine và các đối tác để đảm bảo các quốc gia đều được tiếp cận vaccine một cách công bằng và hiệu quả. COVAX sẽ đảm bảo cho các quốc gia tham gia cơ chế này được tiếp cận vaccine với mức độ bao phủ khoảng 20% dân số trong năm 2021. Công an tỉnh Lâm Đồng đã vừa triệu tập 4 học sinh lớp 10 ở thành phố Bảo Lộc để làm rõ việc làm giả văn bản của chủ tịch tỉnh này cho phép học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đáng. Theo thông tin, cơ quan công an cho biết vào ngày 15 tháng 2, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh văn bản giả mạo văn bản số 969 của Ủy ban Nhân dân, vào ban hành vào ngày 15 tháng 2 năm 2021 của tỉnh Lâm Đồng về việc cho học sinh đi học trở lại. Theo văn bản gốc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, học sinh tỉnh này đi học trở lại từ ngày 17 tháng 2 năm 2021. Trong văn bản giả mạo này, ngày đi học trở lại đã bị chỉnh sửa thành ngày 1 tháng 3 năm 2021. Học sinh trên đã sử dụng phần mềm Photoshop để sửa thứ và ngày của văn bản trên với mục đích trêu đùa trong giám sát bạn bè. Tuy nhiên, văn bản này đã bị phát tán. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo đúng với quy định. Thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại, dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 2,4 triệu người trong tổng số hơn 110 triệu người nhiễm trên toàn thế giới. Tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng phức tạp hơn khi chắc chuyên gia cho rằng các biến thể của virus SARS-CoV-2 ở Anh và Mỹ dường như đã kết hợp với nhau, làm dấy lên mối lo ngại về một giai đoạn mới của đại dịch COVID-19. Theo nghiên cứu được đăng trên báo New Scientist, hai biến thể của virus SARS-CoV-2 đã kết hợp bộ gen của chúng để tạo thành một phiên bản lai like đột biến nặng của virus. Virus lai like trên là kết quả của sự tái hợp giữa biến thể B117 có khả năng lây nhiễm cao được phát hiện ở Anh và biến thể B1429 được phát hiện ở California, Mỹ, vốn có thể là nguyên nhân gây ra làn sóng gia tăng số mắc COVID-19 gần đây ở Los Angeles bởi nó chứa một đột biến có thể chống lại một vài kháng thể. Không giống như đột biến thông thường, sự thay đổi trong virus tích tụ dần qua thời gian dẫn đến những biến thể như B117 tăng lên. Sự tái hợp của các biến thể có thể khiến cho nhiều đột biến xảy ra cùng lúc. Ngoài ra, sự tái hợp có thể dẫn đến sự xuất hiện của nhiều virus mới nguy hiểm hơn. Sự tái tổ hợp có thể có tầm quan trọng lớn về mặt tiến hóa, thậm chí đây có thể là cách virus SARS-CoV-2 khởi phát. Sự xuất hiện gần đây của nhiều biến thể của virus SARS-CoV-2 mới có thể đã tạo điều kiện cho sự tái tổ hợp vì một người có thể bị nhiễm hai biến thể khác nhau cùng một lúc. Trong diễn biến liên quan, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, các biến thể dễ lây lan của virus SARS-CoV-2 đã được ghi nhận ở Mỹ, trong đó biến thể được xác định ở Anh có khả năng sẽ lây lan mạnh mẽ tại Mỹ vào cuối tháng tới. Một nghiên cứu mới đây đã phát hiện tới 7 biến thể mới có đột biến gen giống nhau của virus SARS-CoV-2 tại Mỹ công chúng cần hiểu rằng trong sinh học tiến hóa hoặc virus học là một sự khác biệt rất nhỏ về khả năng lây nhiễm có thể vượt xa đối thủ cạnh tranh như anh em một nhà còn tại Anh, các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra biến thể mới của virus SARS-CoV-2, được đặt tên là B1525. Theo báo cáo được công bố, biến thể này xuất hiện lần đầu tiên từ cuối tháng 12 năm 2020 tại Anh và Nigeria và hiện đã lan tới khoảng 10 quốc gia trên thế giới như Đan Mạch, Mỹ, Australia. Tại Anh, ít nhất đã có 32 bệnh nhân được phát hiện nhiễm biến thể này theo các nhà khoa học Anh, điều đáng lo ngại là biến thể B1.525 mang các đột biến mới khiến cho virus Sars-CoV-2 dễ dàng xâm nhập hơn vào các tế bào cơ thể người. Các nhà khoa học của Anh cảnh báo mức độ lây nhiễm nghiêm trọng hơn do biến thể mới B1.525 và biến thể này có thể vô hiệu hóa một số loại vaccine đang được sử dụng thưa quý vị, báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy, trong khi chỉ 10 quốc gia đã thu mua 75% số vaccine hiện có, thì 130 nước khác chưa nhận được một liều vaccine nào. Theo các chuyên gia, sự chậm trễ và bất bình đẳng trong việc tiếp cận vaccine ở các nước đang phát triển có thể khiến đại dịch kéo dài, gây tác động tiêu cực về nhân đạo và kinh tế với thế giới. Mỹ tới nay đã tiêm phòng COVID-19 cho khoảng 15% dân số nước này, trong khi tỷ lệ này ở châu Âu là khoảng 5%. Tuy nhiên ở Nam Mỹ, chỉ 1,8% dân số nhận được một liều vaccine tính tới tuần này, và tỷ lệ này ở châu Á là 1,5% và châu Phi là 0,1%. Dữ liệu của Đại học Duke Mỹ cũng cho thấy, Canada đã mua gấp 6 lần số liều vaccine cần thiết, Anh và Mỹ mua gấp 4 lần và Liên minh châu Âu mua gấp 3 lần với lựa chọn được mua bổ sung trong tương lai. Đây sẽ là một bài toán khó dành cho các nước nghèo. Liên minh vaccine toàn cầu Gavi dự tính sản lượng vaccine ngừa COVID-19 toàn cầu trong năm 2021 là từ 6 đến 7 tỷ liều. Với hầu hết các loại vaccine phải cần tới 2 liều để phát huy tác dụng. Điều này có nghĩa là chưa tới một nửa dân số thế giới có thể được tiêm phòng trong năm nay. Theo các chuyên gia, sự chậm trễ và bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine này sẽ khiến quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu chậm lại, trong khi dịch bệnh sẽ kéo dài bởi các ổ dịch không được kiểm soát sẽ là nơi khởi phát các biến thể mới của virus. Quý tiền tệ quốc tế dự báo, thiệt hại kinh tế của dịch bệnh sẽ tồi tệ và lâu dài hơn ở các nước đang phát triển, đặc biệt là các quốc gia phụ thuộc nhiều vào du lịch hoặc xuất khẩu dầu. Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia có trụ sở ở Mỹ cũng kết luận rằng việc không thể tiêm phòng COVID-19 ở tất cả các nước một cách công bằng có thể khiến các nền kinh tế phát triển thiệt hại 2.600 tỷ đô la Mỹ, nhiều hơn rất nhiều chi phí cung cấp vaccine toàn cầu. Trước thực trạng này, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc ngày 17 tháng 2 đã kêu gọi nỗ lực toàn cầu nhằm giúp người dân ở mọi quốc gia sớm được tiêm phòng công bằng trong tiếp cận vaccine là phép thử đạo đức lớn nhất trước cộng đồng quốc tế tôi kêu gọi xây dựng một kế hoạch tiêm chủng toàn cầu khẩn cấp nhằm đảm bảo phân bổ vaccine một cách công bằng với sự tham gia của các nhà khoa học và các công ty sản xuất vaccine Hiện nhiều nước đang phát triển chỉ hy vọng có thể tiêm phòng cho các nhân viên y tế, người cao tuổi và những người có bệnh lý nền vào cuối năm nay thông qua sáng kiến COVAX. Tuy nhiên, hiện COVAX chưa thể thực hiện được mục tiêu bắt đầu tiêm chủng ở các nước nghèo cùng thời điểm vaccine được triển khai ở các nước giàu. WHO cho biết COVAX phải cần tới 5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021 để thực hiện mục tiêu này. Hiện Mỹ cho biết sẽ hỗ trợ tài chính cho COVAX, còn Trung Quốc tuyên bố sẽ cung cấp 10 triệu liều vaccine cho sáng kiến này.